thông tin đề xuất áp dụng ngay việc giãn chu kỳ kiểm định mà không phải đưa xe đến kiểm định lại, áp dụng với ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải. Hiện nhiều người dân có tâm lý chờ đợi quy định mới, hoạt động đăng kiểm tại nhiều trung tâm, nhờ đó cũng bắt đầu có xu hướng hạ nhiệt và dễ thở hơn. Có phiếu hẹn, nhiều người dân đưa xe đến trung tâm đăng kiểm đều nhận được sự hỗ trợ tốt các quy trình kiểm định. Việc đăng kiểm của mình thì hiện đến giờ này như theo cá nhân mình thì mình thấy cũng rất là thuận lợi. Bởi vì là mình xếp hàng lấy phiếu hẹn và đến cái ngày hẹn thì mình đến mình làm thì đấy bạn thấy đấy là mình vào cái là được xử lý ngay. Rồi là đăng ký đăng kiểm theo quy định của pháp luật. Giờ này cái hoạt động đăng kiểm rất là tốt. Bây giờ đến đây thì có các chú bảo vệ và bên công an kết hợp phát phiếu hẹn cho tài xế. Thì thường khoảng tầm 4-5 ngày thì mình sẽ quay trở lại mình đăng kiểm được. Thời điểm hiện tại, nhiều trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại với sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của lực lượng công an quân đội. Việc tổ chức hoạt động đăng kiểm ở nhiều trung tâm đã hiệu quả hơn. Nhiều người dân cũng có tâm lý chờ đợi, đề xuất tự động giãn chu kỳ kiểm định xe chở người đến 9 chỗ của Cục Đăng Kiểm sẽ sớm được phê duyệt. Có một cái thông tin là chuẩn bị được giãn cái chu kỳ kiểm định, cho nên là mấy ngày hôm nay có hiện tượng là cũng vắng xe. Nghĩa là cũng giảm cái lượng xe mà có số phương tiện là bỏ lốp. Cái này thì tôi cũng rất là ủng hộ, rất là mong là cái này sớm được thi hành để cho giãn cái chu kỳ kiểm định, để giảm cái áp lực mà đi đăng kiểm của người dân. Mới đây, Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về đề xuất áp dụng ngay việc giãn chu kỳ kiểm định mà không phải đưa xe đến kiểm định lại, áp dụng với ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải. Theo đó, Cục Đăng Kiểm sẽ cấp giấy xác nhận thời hạn kiểm định lần tới cho xe mà không phải cấp lại tem, giấy chứng nhận. Nếu giải pháp này được triển khai, thời gian giải quyết tình trạng ùn tắc xe chờ kiểm định là khoảng 2 tháng tính từ thời điểm áp dụng.